quý vị và các bạn, năm 2024, theo dự báo, tình hình cung ứng điện vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 7. Nguyên nhân do phụ tải tăng thêm từ các khu cụm công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh và sự phục hồi trong sản xuất của doanh nghiệp. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho nhu cầu của khách hàng sử dụng điện nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất giúp cho phát triển kinh tế của tỉnh, thì việc tiết kiệm điện là rất quan trọng. Đây là các thiết bị máy móc cũ, hao tốn năng lượng đã được doanh nghiệp này thay thế mỗi năm. Dù hai năm nay, ngành may gặp nhiều khó khăn do đơn hàng giá thấp do việc đầu tư các máy may, máy cắt mới góp phần tăng năng suất, giảm tiêu hao năng lượng điện được đơn vị rất quan tâm. Nhắc nhở anh chị em đảm bảo được tiết kiệm điện cũng như là cái an toàn. Ngồi làm thì mình dùng và khi mình rời khỏi chỗ thì mình phải tắt điện, cố gắng tập trung trong giờ để không phải tăng giờ. Bởi vì cái thời gian mà cái tăng giờ thì nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái tiền điện vào giờ cao điểm. Lãnh đạo là công ty là cũng đầu tư, mua sắm để thay thế những cái cũ để tiết kiệm điện. Hệ thống biến tần này không chỉ giúp cho các thiết bị máy móc hoạt động được bền hơn mà còn góp phần vào việc tiết kiệm điện cho doanh nghiệp. Với đặc thù của doanh nghiệp dệt sợi phải hoạt động nhiều dây chuyền tự động và 3 ca liên tục nên rất tốn kém điện. Mỗi tháng công ty phải chi phí gần 200 triệu tiền điện. Vì vậy mà nếu tiết kiệm điện thì sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Ứng dụng cái công nghệ inverter vào cho các cái thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất ấy, về mặt kỹ thuật thì cái biến tần nó sẽ cải thiện rất tốt cho cái lưới điện, giúp nâng cao cái hệ số cốt phi và giảm các cái tổn thất vô công khác. Mới đây, công ty dệt sợi Mùng 8 tháng 3 đã đầu tư 4,5 tỷ đồng để làm hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 3,13 megabit. Dự kiến đến giữa tháng 5 này, khi đi vào hoạt động, hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ giúp cho công ty tiết kiệm được khoảng 20% tiêu hao nhiên liệu điện mỗi tháng. Chúng tôi đầu tư nhà máy điện áp mái với khả năng mà phát điện trong một năm thì chúng tôi thu là được khoảng 3,6 triệu kWh trên năm. Và với cái đầu tư này thì hàng năm thì cái lợi nhuận của công ty dự tính là khoảng ước tính được khoảng 2 tỷ một năm. Theo đại diện công ty điện lực Hưng Yên, năm nay dự báo nguồn cung điện sẽ gặp khó khăn trong thời điểm mùa nắng nóng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Công ty điện lực Hưng Yên khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, thực hiện tốt các cái quy định trong cái chỉ thị số 20, quyết định 279 của Thủ tướng, quản lý các cái nguồn và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phối hợp với công ty điện lực Hưng Yên và thực hiện các cái giải pháp để điều chỉnh phụ tải để đảm bảo trong các cái giờ cao điểm tránh bị quá tải cục bộ lưới điện. Các hàng doanh nghiệp thì cũng phải có cái kế hoạch sử dụng điện hợp lý, đảm bảo công suất theo đăng ký. Đối với các khách hàng mà sử dụng điện trên 1 triệu kWh một năm phải có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm tối thiểu 2% theo quy định hiện hành. Các doanh nghiệp nên áp dụng các cái giải pháp khoa học kỹ thuật dây chuyền mới để đảm bảo làm sao mà sử dụng điện năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.